Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 263 và giao bài của buổi số 264. Ta đến với phần cấu trúc câu This is the first time để diễn tả ai đó làm điều gì lần đầu tiên. Vậy thì với cấu trúc câu This is the first time thì chúng ta sẽ có động từ đi theo sau sẽ là mệnh đề được chia ở thì hiện tại hoàn thành. Thế tại sao lại là động từ được chia ở hiện tại hoàn thành? Vì các bạn thấy rằng là tính đến thời điểm hiện tại thì đây là lần đầu tiên, đúng không ạ? Tôi viết thư cho bạn của tôi chẳng hạn. Thế vậy thì ta có thể thấy rằng là từ quá khứ cho đến hiện tại, đến mốc thời gian hiện tại thì hành động này mới được làm, mới làm, đúng không ạ? Người nói mới làm hành động này. Thế vì vậy thì chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành các bạn nhé. Vậy ta có cấu trúc it hoặc this hoặc chủ ngữ cộng động từ to be cộng the first time. Chúng ta có thể để giáp hoặc không. Sau đó cộng mệnh đề theo sau được chia ở hiện tại hoàn thành các bạn nhé, để diễn tả hành động ai đó làm điều gì lần đầu tiên. Ví dụ ta có những câu phía dưới như sau. This is the first time I have written to my boyfriend. Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho bạn trai của tôi. Hoặc this is the first time my son has read a horror story. Đây là lần đầu tiên mà con trai tôi đọc một cái cuốn truyện gì ạ? Đọc một cái câu chuyện kinh dị, đúng không ạ? Hoặc it is the first time my mother has been so far. Cái này ta sẽ gọi là has been so far from home. Đây là lần đầu tiên mà mẹ tôi đi xa nhà như vậy. Hoặc this is the first time I have eaten delicious dish. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn món ngon như vậy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta diễn tả những cái lần đầu tiên mà ai đó làm điều gì, vậy ta dùng với hiện tại hoàn thành. Vậy thì cô sẽ để cho các bạn cái slide này một chút nữa, rồi sau đó là khi các bạn có thể ghi chép lại một chút nhá, để chúng ta có thể dùng nhá. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ ta đến với phần chữa câu số 1. Đây là lần đầu tiên tôi ăn hải sản. Nào, các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nào. Ta có this is the first time I là chủ ngữ, đúng không ạ? Hiện tại hoàn thành ta có I have eaten seafood. This is the first time I have eaten seafood. Okay. Vậy ta có động từ eat chuyển sang dạng động từ phân từ 2 sẽ là eaten. This is the first time I have eaten seafood. Câu 2. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được tiền. Nào, các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận.
Nào. Vậy ta có this is the fourth time we have found some money. We, chúng ta có chủ ngữ we này, đúng không ạ? Have found là động từ này, đúng không? Động từ ở quá hiện tại hoàn thành, ta có have còn động từ phân thứ hai, tìm thấy, tìm kiếm là find và chuyển sang dạng phân thứ hai là found. Have found some money. Ok. This is the first time we have found some money. Câu 3. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cưỡi ngựa. Vậy ta có this is the first time we have ridden horses. Chủ ngữ we, động từ hiện tại thành have ridden. Động từ hiện tại là ride, chuyển sang hiện tại thành là have ridden, đúng không ạ? Horses. This is the first time we have ridden horses. Câu 4. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi đến rạp chiếu phim. Để các bạn cho cô đáp án xuống bình luận nào. Vậy ta có this is the first time we have gone to the cinema. We have gone to the cinema. Okay, this is the first time we have gone to the cinema. Have gone, động từ go là động từ đi, đúng không ạ? Chuyển sang phần thứ hai là gone. Have gone to the cinema. Và câu 5, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một người nổi tiếng. Bạn chưa có đáp án xuống bình luận nào. Vậy ta có this is the first time we have met a famous person. Have met, động từ gặp gỡ là meet, chuyển sang hiện tại thành phân thứ hai là met. This is the first time we have met a famous person. Vậy các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chú ý với hiện tại hoàn thành các bạn nhé.